Ủa cô, rồi cái trường hợp của cô là cô bị sao? Tôi á thì hồi lúc mới tôi mới cất nhà lên là tôi bị dục hụi. À, dục hụi xong rồi tôi mới không có tiền để mà tôi trả tiền vật liệu với tiền xây dựng cho người ta. Dạ. Tôi mới đi vay tiền nhà nước, mà tôi vay 100 triệu á thì nhà nước không cho tôi vay. Dạ. À, cái số nhà của tôi là mới cất nha. Dạ. Là số mà diện tích nhà là 150 mấy mét vuông á. Dạ. Rồi xong rồi tôi đi vay hoài không được, mới có bà Oanh á, bà mới giới thiệu cho tôi là bà nó mới giới thiệu qua chỗ này á là vay á là có 1,5 triệu một tháng, tôi nghe cũng được, tính vay vài tháng rồi đỡ rồi tôi lấy ra. Ừ. Tôi mới vừa đem vô qua thì qua phải ngay phòng công chứng của đoàn Quỳnh Ngọc Hân á mới ký sổ cho tôi, thì tôi cứ nghĩ là qua đó là vay vô đó ký sổ thì chắc cũng làm ăn đàng hoàng này kia nọ, thì vô đó tôi vay thì công dân mới đưa tiền cho tôi, vừa đưa xong là bữa 7 tây tháng 6 tôi vừa quay lưng ra đi là ở đây nó cũng bán sổ qua cho người khác. À. Đó ghi tôi hai thì tôi về tôi vẫn đóng cho nó là 7 tây tháng 6 tới 7 tây tháng 7 một tháng, 7 tây tháng 8 nó tới nhà tôi nó đóng lãi đàng hoàng, tôi đưa lãi cho nó, tôi đưa tiền lời cho nó rồi nó cũng ký tên cho tôi. Rồi cái chị tôi phát hiện tôi hay được á là 19 tây tháng 8 là tôi mới hay được là nó sang sổ cho tôi. Ừ. Rồi khi tôi phát hiện được ra thì tôi coi trong giấy hợp đồng người thứ hai qua người thứ ba là nó sang chỗ qua bên kia là 300 triệu của Bùi Phạm Trí Nghĩa, sang qua đó là 300 triệu á. Yeah. Rồi tôi mới nhờ luật sư nạp đơn vô giùm tôi để nhận sổ lại. Đó, khi nạp đơn vô là đúng ngày 25 tháng 8 là nó qua nó đóng lãi để nó ra sổ. Okay. Đóng thuế để ra sổ. Thì tôi mới chặn lại được là bữa 22 tây. Rồi tới ngày hôm nay luôn á thì tôi cũng đang đi kiếm công dân mà nó có hẹn với tôi, nó hứa là bữa 27 tây nó cho tôi chuột sổ ra thì tôi qua đoàn. Rồi nó hẹn bên ngay chỗ đoàn phòng công chứng của đoàn gì? Đoàn Ngọc Hân á, thì tôi qua đó không có gặp nó. Nó trốn tôi mất tiêu luôn tới bây giờ luôn. Điện không được. Rồi bây giờ tôi cũng nhờ mà để mà ngăn chặn lại để cho người dân đừng có bị vướng vô khổ như tôi nữa. Thì yeah. Bây giờ là cái đám này nó lợi dụng khi người ta vay tiền nhà nước khó khăn quá thì nó ở ngoài nó để làm như vậy đặng nó lừa đảo. Nói chung mình vay nhà nước thì thủ tục người ta phải khó khăn lắm. Ngoài nó không phải là theo trình tự nó lâu đúng không? Đúng rồi, nó lâu lắc nữa. Cho nên ở ngoài thì làm lẹ làng, còn ở dưới lại mình đang mắc nợ người ta mà người ta đòi nợ mình phải vay để chỗ nào cho nó lẹ làng để mình trả nợ cho người ta. Thì dạ. bây giờ nó làm như vậy đó, giờ tôi nhờ cảnh báo cho mọi người đừng có dướng vô ha. Chính quyền với lại công an vào cuộc đi đặng mà ngăn chặn nó lại, đừng có để cho nó mà nó lừa đảo người ta, dân người ta phải khổ nữa. Dạ. Rồi tôi nói gì tới đây thôi. Dạ. Còn của anh là trường hợp sao? Toàn kìa. Đến toàn đi. Toàn là anh lấy đâu? Tiền chạy mất tiền rồi. Tới tôi chưa? Rồi tới anh. Rồi tôi thì tôi xin trình bày vậy để cho bà con xứ Bến Tre rồi cũng biết là cái khu tầng tư dân này nè là có lừa đảo. Là tại vì tôi là trị bệnh nhưng tôi không có tiền, vay tiền nhà nước nó không đủ số tiền bao nhiêu cho nên tôi mới vay. Nhưng mà tôi vay rồi nhưng mà tới ngày tháng chuột á thì cô dân này có hứa tôi không à. Rồi từ từ rồi điện không được luôn. Thì tôi mong có những người mà đang vay như tôi vậy á thì cứ làm đơn lên đặng cho chính quyền người ta giải quyết này nọ, chứ để im im một hồi thì cái có đụng chạm tùm lum la. Ừ. Tại vì theo tôi biết được là miếng đất của tôi hiện giờ á là sang cho 4 người rồi. Ừ. bốn người có tên đàng hoàng, sổ trong này có hết, những người cung cấp cho tôi là đứng tên đàng hoàng hết luôn, là lần lượt 4 người, người cuối cùng là Bùi Phạm Trí Nhân đó là hiện giờ đang ở nhà bè, mà trong khi đó, những người mà mua đất đó là chưa bao giờ gặp tôi mà. À. Tôi cũng không biết nữa, tôi cũng là người làm mai cho anh Lý này nè. Yeah. Đi vay rồi cái sự việc bên anh Lý này không xong nhưng tôi phát hiện ra được, chúng tôi cũng không biết, tại vì hàng tháng tôi đóng lãi rõ ràng thì. Dạ. Mình nghĩ mình đi vay mình đóng lãi mà không mới gì mà người ta phải làm như vậy. Dạ. Nhưng mà tôi tin tưởng cái phòng công chứng Ngọc Hân đó, công chứng này nọ làm sao mà không biết mà để mà bây giờ miếng đất của tôi bây giờ nó qua tên 4 người rồi, tôi cũng không biết làm sao. Bây giờ tôi nhờ cơ quan pháp luật nhà nước thì đợt anh vay là vay bao nhiêu? Tôi vay 200 triệu. Mà giờ cái miếng đất anh là tới ta bây giờ là nó qua 4 người là lên qua 4 người với số tiền tôi không biết. À đó, nhưng mà tôi biết là người đứng tên là nó có, tôi biết là đứng tên của tôi là 4 người rồi.
vậy cho nên là bây giờ tôi nhờ pháp lực can thiệp giùm tôi. Vậy là chơi nhà anh bây giờ là coi như là chuyển nhượng bà rồi. Là chuyển nhượng đó đời nào đó. Hồi cái lúc mà trong vòng có 3 tháng là tôi bắt đầu tôi chuột, rồi nó hẹn cho tới bây giờ là 7 tháng rồi, mà tiền lời thì vẫn lấy. Cứ xuống cứ lấy lại tôi vậy đó, mà bây giờ lấy lại là có ký tên đồ đàng hoàng hết đó. Ký tên trong này hết đó. Trần Thị Dân rồi đó, là lấy từ 5 tháng tôi đóng đúng 5 tháng lại, từ đó tới sau tôi không đóng nữa, tại không liên lạc được. Dạ. Đó, rồi tôi không đóng nữa, mà bây giờ chuột sổ thì tôi không có có chuột được, cứ hứa hẹn tôi hoài vậy, giờ tôi không có đường nào tôi chuột hết. Tuy như là có 200 triệu thôi mà mất 200 triệu, mất luôn cái nhà, mà cái nhà anh giá trị bao nhiêu? Nhà tôi phải trên 1 tỷ. Trên 1 tỷ. Rồi, đất ơi. Ở đây là nói chung là anh chị ở đây hầu như là sắp sửa ra đường hết luôn. Thật chất cái đó là bây giờ là nhiều người dân Bến Tre bị nhỏ này lắm mà, nhiều người người ta còn tin đó, với một cái nữa nhiều người người ta chưa biết, người ta chưa biết, chưa phát hiện ra. Có nghĩa bây giờ mình nên một cái clip cảnh báo cũng như cảnh giác để cho những người cho tiếp theo, những người tiếp theo đó, với những người mà đang trường hợp như tôi vậy nè, lên chuột sổ lại đi. Bây giờ để làm thinh hoài. Mặc dù nhà nước người ta làm chậm nhưng mà theo trình tự nhưng mà nó an toàn. Đó này, thủ tục nhanh thì để cho bà con nhanh thì dẫn đến cái hậu quả như ngày hôm nay. Thì là cái trường hợp của anh là coi như là tôi chuột không được, chuột không được luôn, cứ hứa hẹn. Cứ hứa hẹn hoài vậy đó, cứ hứa hẹn hết ngày này tới ngày khác rồi bực lên rồi chửi rồi nó khóa máy luôn. Đó, có nghĩa là trong cái miếng giấy này thì trong thỏa thuận là có nghĩa là nếu mà tới ngày hoặc cái gì đó không có đủ điều kiện hay trả cũng như đóng tiền lời thì mới là được quyền. Đó đây lại đây tôi đóng lãi đây có ký tên rồi hết trong này. Đó đây đóng lãi đầy đủ mà. Đó lãi đó nó nhận nó ký tên vô đó. Có giấy nhưng mà cái này những cái thông tin này không thể đưa được nha quý vị. Nó vi phạm. Còn thì thay của anh á thì theo anh được biết là bán bán từ lúc nào? Bán theo biết được á. Theo tôi biết được cái thời có lúc mà tôi chuột lại là khoảng chừng 3 tháng là nó bán nó mất tiêu rồi. Cho nên chuột đâu có sổ để cho tôi chuột. Còn lãi thì mình vẫn đóng đầy đủ. Vẫn bình thường. Tôi nói bây giờ tại sao mà tôi đóng lãi, tôi đâu có cần vay nữa, tôi trả tiền mà tại sao mà tôi không có cần vay nữa mà bắt tôi đóng lời hoài, tôi đâu có chịu. Đó rồi bắt đầu xuống lãi cho tôi. Ngày xưa là 1 tháng 2 triệu, 100 triệu tháng 2 triệu. Nhưng sau này lấy tôi có 1 triệu. Nhưng tôi vẫn tiếp tục đóng, tôi cũng 5 tháng tôi nói bây giờ tôi không đóng nữa tại vì tôi đã không có nhu cầu cần tiền nữa. Bây giờ là tôi trả tiền lại. Rồi mất tiêu luôn vậy đó, rồi không có chuột được. Tới giờ mất tích luôn, chuột luôn. Giờ liên rồi qua 4 người luôn. Rồi qua 4 người. Em làm mới cái bữa 28 tháng 7 là giờ bữa 29 là em phát hiện liền. Em nói thôi tại vì đó mà sao làm ăn mà nhỏ này nó không có nhà cửa gì mà nó về cái phòng trọ. Nó cái phòng trọ mà trong khi đó là công chứng 200. 200 mà nó mới đưa mình có 150 rồi kêu thôi về đi mời em chuyển khoản cho anh. Cái mời điện đó nó hứa 9 giờ, cái nó hứa 10 giờ, cái nó hứa chiều xong nó hứa ngày mai, nó hứa vậy suốt luôn á. Thì tới cái ngày mà đi bắt được nó, đi nó hứa tới cái ngày mà đi bắt được nó, rình bắt được nó lên cái phòng công chứng Ngọc Hăng á, bắt được nó kêu nó làm cái tờ cam kết chừng nào trả sổ, chừng nào giao đủ tiền anh. Thì nó mới làm cái tờ cam kết vậy nè, mà cái tờ cam kết này á, là làm 12 giờ rưỡi trưa là cái phòng công chứng nó nghỉ rồi, đóng cửa trước rồi, làm không biết sao mà nó quen biết sao mà mở cửa hông cho nó vô. Là bữa đó làm chung với em với anh này luôn, anh này bữa đi lên cũng mất làm giấy tờ, tôi mất giấy thì mới làm lại nè, này tôi bán sao là chứ không được. Em ở phòng công chứng đó là hơn nửa tháng em định em bắt nó, là bắt được thì nó làm cái tờ cam kết này, rồi 3 ngày sau nó làm thêm cái tờ cam kết cho em nữa, là em xuống nhà nó, em kêu nó ra quán nó làm cái tờ cam kết cho em nữa, rồi có người làm chứng ký cho nó mà em đưa luật sư em rồi, không có ở đây. Anh thấy nó ghê gớm không? Mà tại sao mà hết giờ làm việc mà mở cửa đóng cửa trước mà mở cửa hông nó vô làm mới ghê. Này phải đọc. Bây giờ đó, thì nói cho bà con Bến Tre đó, là cái người nào mà bị nó bệnh đã Trần Thị Dân đó, mà cầm sổ đỏ cho nhỏ Trần Thị Dân mà chưa biết đó, thì biết ra thì điện đó hoặc thì đi thưa công an, điện nó không được thì đi ra thông nhất rồi để cơ quan chức năng ra là nhanh để cho người ta hỗ trợ, để sau này không biết rồi nó bị bắt rồi cái không biết cái cuốn sổ mình về đâu luôn, không biết nhà mình ai đứng tên luôn. Mà em có cái em hên là em phát hiện là xong qua 2 ngày sau em lên công chứng Ngọc Hân, em mới kêu nhỏ nhân viên đó tích lục cho em,
tích lục cho em thì qua bà Ngô Thị Thanh Tiền miếng đất em sang tên qua cho bà Ngô Thị Thanh Tiền. Rồi em mới về em nói với mấy cái người em biết á, thì lên là đâu có làm như cho em nữa, là đâu có làm như em cho cái miếng đất cả không à. Còn của em á lên á sao hơn cái bữa đó nó in cho em cái bản sao luôn anh. Đó, mấy người sau này lên thì lấy cái miếng giấy nhỏ xíu vậy thôi, là biết chuyển tên qua người đó mà lấy cái miếng giấy nhỏ xíu vậy thôi. Còn của em thì nó để sang bên kia là 400 triệu rồi rõ ràng. Nhưng mà anh phát hiện, nhưng mà anh cũng không có lấy lại được luôn đúng không? Không có lấy lại được, có hai ngày là phát hiện. Là mới dí nó là tới cái ngày, từ cái ngày 26 tôi về người này đứng tên. Cầm cái ngày 28 thừa đất của tôi là về 29 phát hiện rồi, nhà bè phát hiện rồi mà mấy điện nó đòi sổ lại trả tiền xong lại bán dễ dữ đó. Rồi nó trốn không, là từ ngày 28 tới ngày 14 ngày 14 là bao nhiêu ngày là đình bắt nó mới được á, là đình tới nay mới bắt nó được nè, bắt nó làm cái tờ cam kết nè. Tại vì trong cái bản thỏa thuận này nè, nó có cái này nó rất là rộng nè, nó có cái cam đoan của các bên đúng không, rồi cái bản này rồi ta bản trong đó đó. Phạm vi nè phạm vi ủy quyền nè, bên B là bên Vân rồi đúng không, B bên Vân á. Cái phạm vi ủy quyền này bên bên B của bên phía bên Vân nó rất là rộng nè. Bên B được cho thuê, thế chấp, đặt cọc, chuyển nhượng, tặng cho, góp vốn, bao gồm cả việc thanh lý, chấm dứt, xóa, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ đối với các hợp đồng giao dịch nêu trên. Nó có quyền rất là rộng nha. Mà tại sao đồ má của một con chứng mà đi làm nộp, cái chuyện như vậy đó? Nộp và nhận kết quả hồ sơ trích lục bản đồ địa chính, trích lục bản quy hoạch, sau lục đo đạc, tách hợp thửa, ký tên trên kết quả đo đạc luôn, ký giáp ranh nè, ký tên văn bản nè, mẹ cho nó miếng đất rồi đó. Đúng rồi, cái này nếu mà nói về đúng theo cái tờ này á, là coi như là mình bán rẻ cho nó luôn. Cho nó luôn. Đúng rồi. Bán rẻ mà tại sao nó không lời mấy điểu này chứ, điểm mẹ nó chứ. Lời mình ghê chú phát hiện đó, chú mới đình nó mấy ngày kia, nó làm cái cam kết là không có đình mười mấy ngày á mà chuyển nhượng này kia đó, cam kết nó vẫn làm, nó ký tên nó làm đó, nó ký tên nó cam kết rồi nhưng mà nó vẫn làm. Nhưng mà cái lúc mà mình đọc cái bản người khác đọc cho tôi nghe là tôi nói là cái nếu mà làm như vậy là khác gì cho không miếng đất nó, tại vì tôi không thấy đường, tôi nhờ nó đọc thì nó đọc qua loa thôi. Nó nói là yêu cầu anh có 200 triệu rồi, đủ quá 3 tháng anh biết không, là anh là được chuột, phải hợp đồng 3 tháng, quá 3 tháng mới được chuột, là anh cứ cầm tiền thì lên là hồi nào cũng có sổ cho anh. Thì tôi nghĩ vậy thôi, với lại có phòng công chứng mà đại diện pháp lực rất đàng hoàng, thì tôi mới vậy thôi, tôi không thấy đường. Xong rồi cái nó đọc qua loa, sau này là tôi nhờ người khác đọc cho tôi là tôi mới biết như vậy. Rồi tôi kêu nó làm cho tôi cái bản thỏa thuận, nó vẫn làm, nó ký vậy mà nó cũng bán đồ hồi nào rồi. Nhưng mà cái bữa mà anh đưa cái hợp đồng này lên cho luật sư của anh á, thì luật sư anh sau khi đọc cái này là họ nói sao? Họ nói cái này thì trong cái việc làm ăn á, là người ta làm cái này cũng đúng chứ không là không đúng. Nhưng mà nó tới hai mặt là chừng nào bên anh trật kìa mới được quyền chuyển nhượng cái hoạt này nọ, còn bên anh vẫn đóng lời đâu đó đàng hoàng, mà tại sao không ấy? Cái này là cái chẳng hạn như là hợp đồng vay mượn thôi chứ đâu có mà bán miếng đất rồi tặng cho công như vậy được. Nhưng mà trong đó là nó làm cái hợp đồng để trói buộc hai bên thôi, chẳng hạn như nó ra hợp đồng như vậy rằng mình đừng có mà không đóng lãi nữa, hoặc là này nọ thôi chứ đâu có mà tới mức độ phải làm như vậy. Chừng nào bên anh trật mới được quyền làm, mà cũng được quyền làm như vậy nữa, bây giờ người ta chuột cũng không chịu là sao, không cho người ta chuột là sao? Cái này có phải là lừa đảo người ta không? Có tờ thỏa thuận á, nếu mà nó sang nhượng cho ấy, mình sai hợp đồng nó mới được sang nhượng.
cái tờ thỏa thuận á, từ 3 tháng tới 6 tháng á, mình mà không... cái này chưa được mấy tháng hết trơn rồi là nó đã đẩy đi của người ta liền, như là buổi sáng buổi chiều là đi trong ngày luôn, có khi liền luôn tại chỗ của trường hợp này nè, nhìn thấy là trường hợp không được nữa tiếng nữa. Nó cầm 200 là nó đưa bên kia 400 liền, vô em ký xong mà nó kêu ra xe, ra xe xong ở trong này là nó chuyển cho bà kia liền, nó làm chuyển nhượng cho bà kia liền. Cái này là lừa đảo trắng trợn luôn á. Bằng hợp đồng này, bên A đồng ý ủy quyền cho bên B được thay mặt bên A liên hệ với các cơ quan chức năng có thẩm quyền, tổ chức cá nhân liên quan để thực hiện những nội dung ủy quyền sau đây đối với quyền sử dụng đất nêu trên. Rồi điều 1 cho thuê, thế chấp, đặt cọc, chuyển nhượng luôn nè, tặng cho nè, góp vốn nè, bao gồm cả việc thanh lý luôn. Coi như là nó coi như là mấy anh ủy quyền hết cho nó rồi, sử dụng toàn quyền đất mình luôn á. Thì mình nghĩ lên phòng công chứng thì mình nghĩ thì chỉ làm cái hợp đồng, mình tự tin trên đó chứ ai giờ đâu mà làm cái hợp đồng cũng chết dần không. Trời ơi, như bị gài vậy á. Đúng rồi, kiểu này giống như bị gài. Chứ còn mình gì đó mà tôi biết đúng cái đường đó. Mình đọc mà mình không hiểu hết là mệt liền. Mà nó tôi đâu có được đọc đâu, tôi có đọc gì đâu, tôi đâu có thấy đường. Nói chung là cái này cũng là có một hồi chuông cảnh báo cho những người nào mà những người dân á, mà coi như là khi mà đi vay mà bên phía hợp đồng của cơ quan nhà nước á, thì chính thống á, thì hợp đồng nó rầm rà lâu đúng không, lâu mà đòi hỏi nhiều lắm, nhiều thứ rồi giá trị này kia nọ, người dân người tưởng nào cầm còn giới thiệu bên ngoài thấy dễ ăn đúng không, nhanh gọn lẹ, nhưng bây giờ đó tương lai là mất. Hồi này là hồi chuông cảnh báo đó, nếu mà không cảnh tỉnh cho nhiều người nó đổ ra làm sao đây, như thế nào đây. Mà xưa cũng thành thân, tại vì em á, em là cái người sau cùng hết, là anh Toàn giới thiệu là em về, là em phát hiện có hai ngày em phát hiện rồi. Em về trên đường đi xe em có nhắn tin cho ảnh, em nói em thấy sai sai cái gì anh Toàn ơi. Thì tại anh Toàn ảnh làm ảnh dây rồi, ảnh nói không sao đâu, tao có dây rồi. Thì dây rồi ảnh cũng đâu có biết cái vậy. Cái về cái mấy ngày sau á là em biết nó lừa đảo, là em lên em lục tích lục ảnh, là biết cuốn sổ em sang qua cho người khác á. Hồi đó em mới ấy lên em mới siết nó, bây giờ em lấy cuốn sổ lại. Mà hồi đó là cũng không như cái là... lúc mà anh lên anh hỏi cái Vân này nè, là tức là anh lên hỏi ủa cái anh mới cái vay 200 triệu mà đưa chưa đủ nè đúng không, vậy thì tại sao mà sang cho người khác, lý do mình đâu chưa vi phạm điều lệ hợp đồng mà. Nó nói không sao đâu, rồi tới chừng nào anh lấy sổ lại người ta sang lại sang qua. Nó nói chuyện dễ dàng vậy. Nó nói chuyện dễ dàng vậy, chuyện con nít gì vậy. Nó nói chừng nào, luôn ác nè. Chừng nào anh muốn lấy sổ lại anh nói em là em sang lại cái mộc, rồi với lại cũng cần tiền. Nó chung nó đánh vào cái tâm lý mình cần tiền nè. Đó, cái này là cái giống như là cài bẫy nhau rồi. Cài vô. Là có một cái là em hên á, là em lên em phát hiện rồi em nói mấy cái người mà em biết á. Mới đầu em nói người ta không tin luôn, người ta nói em là lừa đảo luôn. Đó nè, cũng thậm chí mà bây giờ còn mấy người dưới á, ở dưới ngay chị này nè, là nói em là lừa đảo. Đó, mà mình là người bị hại, là mình biết đồng hương mình đã bị vậy, mình đi tới tiền nhà bỏ tiền xăng tiền cộ đi ra mà nói người ta không tin luôn. Ghê không? Cái người mà bị nó lấy cái cuốn sổ không á, là không có làm giấy tờ gì á, lấy cuốn sổ không rồi nó đi cầm nóng cho cái chị bên kia đó, cái người đó cũng không tin em luôn. Đó, bây giờ mới là mới tin này nè, bây giờ là mới tin đó. Còn cái bà già kia bà nằm viện luôn rồi. Bây giờ kia cũng bị trường hợp đó mà nhập viện. Bà ba ở dưới Bình Thạnh đó, nó cũng lấy nó già vậy thì hứa cho bà 100, giờ nó đưa bà có mấy chục rồi. Giờ bà lấy sổ lại cũng không được, mà bà nhận tiền đủ cũng không được. Đó. Mà bà già cả lụm cụm, giờ bà nằm viện luôn rồi. Rồi nói chung là cái này cũng đã được là bên chỗ... anh cũng đã gửi đơn đến cơ quan công an rồi ha. Nói chung là cái này là nãy giờ mình nói là để cái một cái hồi chuông cảnh báo cho mọi người dân. Đúng rồi. Là coi như là đừng có mà giống như là rớt vào cái trường hợp như mình, là cái sự tin tưởng hợp đồng đọc không rõ ràng và không hiểu rõ. Mà sao mà hết cái giờ làm việc rồi mà sao mà mở cửa hông cho dân nó làm cái tờ. Mà cái này cũng là một cái hồi chuông những người mà bị hại á, giống như là của ông Văn này á.
cũng phải là lên tiếng, không? Lên tiếng hỏi coi cái sổ mình nằm ở đâu, chứ giờ cứ tin tưởng cái đóng lại hàng tháng mà tới cái ngày mà cầm cái tiền ra mà chuột sổ nó biết sổ nằm ở đâu. Về có mấy ngày là em phát hiện cái cuốn sổ em nó đã sang cho bà Ngô Thị Thanh Tiền, thì em mới coi trong cái tích lục của em có cái số điện thoại vả, thì em mới điện với nó. Hiện giờ á thì chị cũng không biết em, thì chị Tiền chứ nó cũng đúng, tại vì á mình đâu có cầm cho vả đâu, thì con dân lấy cuốn sổ mình nó cầm cho chị Tiền. Thì chị Tiền nói giờ có 400 triệu thì lên chuột, thì chị nói cũng đúng, tại vì cái con dân á nó cầm cho bả, còn mình thì mình cầm cho con dân, mình đâu có dính líu gì tới bả. Thì chị Tiền chị nói cũng đúng, chị nói giờ có 400 triệu thì lên chuột lại. Giờ khả năng cao là anh mất nhà ra được rồi đó. Đi dai mà làm gì mà có 400 triệu mà để chuột cái cuốn sổ đó lại, mà nó mới đưa có 165 triệu à. Yeah. À lấy ở đâu mà bù vô 200 mấy nữa chuột cuốn sổ lại. Dạ rồi, nói chung là cảm ơn cô chú anh chị ở đây cũng may có cái buổi chia sẻ nha, cái nội dung mà cảnh báo cho mọi người ở dân Bến Tre. Thứ nhất, cái thứ hai nữa là những người nào mà bị hại bị nạn đó nên là tìm hiểu kỹ, một là lên cơ quan công an trình báo sự việc mình đó, nếu mà không liên lạc được với con bé Vân này. Hai nữa là tìm hiểu kỹ cái sổ mình ở đâu, và có muốn chuột sổ lại thì coi có tương lai chuột được hay không, hay là làm mất trắng rồi mà chưa có hay đó. Thì đúng là một hồi chuông cảnh báo. Thì mọi cái thì cũng giờ các anh giờ đây là chỉ trông chờ vào cơ quan chức năng họ làm rõ để lấy lại cái sự công bằng cho bà con địa phương đây ha. Đúng rồi, rõ ràng với mấy cái người mà nó lấy sổ người ta, lấy căn cước người ta đi đâu, giờ những sổ người ta nằm đâu cũng không biết nữa. Bây giờ điện đó nó hứa thôi, mời con đang xuống trả mốt đi, giờ điện nó không được luôn. Thì đây là những cái điều mà thật tình thì của cô chú hồi nãy giờ nói đúng không? Thì tụi em cũng xin phép thì được đăng cái clip này để mà chia sẻ lên cộng đồng. Đó thì là, anh có đồng ý không? Đồng ý. Tại vì mình không có nói thêm, không có nói bớt, đó là sự thật. Đó, sự thật. Dạ rồi, nói chung là cảm ơn anh với cảm ơn chú đã chia sẻ với tụi con ở đây nha. Rồi. Cảm ơn mọi người.